Bạn đang học bài 8 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng 1 của hội quán tam thế. Tỷ ba cửa. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Xin chào. Ni hao. Chào bà với ý rất tôn trọng. Ni hao. Mời vào. Xin chào. Bạn thì sao? Nǐ nè? Uống cà phê. Hē cà phê. Alo. Wěi. Đang ở đâu? Zài nǎr? Ở ngân hàng. Zài yín háng. Không phải. Bú shì. Đi bưu điện. Chuy yếu chú. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ đi nói chung với nghĩa rời khỏi, rời đi. Không có ý nhấn mạnh về phương hướng đi ra khỏi phía người nói như từ chuy. Hãy nghe và nhắc lại từ này. Dẫu. Dẫu. Đi, đi nào. Dẫu. Dẫu. Không đi. Bù dẫu. Bù dẫu. Tôi không đi. Wǒ bù zǒu. Wǒ bù zǒu. Anh không đi, tôi đi. Nǐ bù zǒu, wǒ zǒu. Nǐ bù zǒu, wǒ zǒu. Đi nào, đi uống cà phê. Hãy nghe và nhắc lại. Zǒu, qù hē cà phê. Zǒu, qù hē cà phê. Câu này trong khẩu ngữ còn hay được nói thành Zǒu, hē cà phê qù. Zǒu, hē cà phê qù. Bây giờ là từ chỉ ngữ khí, rồi, đây, nhé, vân vân. Lơ. Lơ. Từ này là thanh nhẹ. Mình uống đây. Wǒ hē lǎo. Wǒ hē lǎo. Mình đi đây. Wǒ zǒu lǎo. Wǒ zǒu lǎo. Bây giờ là từ ngày mai. Mình thiên. Miếng. Miếng. Thiên. Thiên. Miếng thiên. Miếng thiên. Hãy chú ý đuôi, yên trong tiếng Trung thường được kéo dài ra. Miếng thiên. Mai tôi đi rồi với nghĩa rời khỏi. Mình thiên wǒ zǒu lǎo. Mình thiên wǒ zǒu lǎo. Mai bạn đi ngân hàng à? Từ đi ở đây chỉ hướng đi xa phía người nói. Mình thiên nǐ qù yín háng ma? Mình thiên nǐ qù yín háng ma? Mai tôi không đi với nghĩa không đi ngân hàng. Mình thiên wǒ bú qù. Mình thiên wǒ bú qù. Mai mình không đi ngân hàng. Mình thiên wǒ bú qù yín háng. Mình thiên wǒ bú qù yín háng. Mai mình đi bưu điện.
Mình thiên wo chu yếu chú. Mình thiên wo chu yếu chú. Mai đi uống cà phê. Mình thiên chu hơ cà phê. Mình thiên chu hơ cà phê. Mai đi uống cà phê không? Hay mai đi uống cà phê à? Mình thiên chu hơ cà phê mà. Mình thiên chu hơ cà phê mà. Ngày mai bạn bận không? Hay bạn ngày mai bận không? Mình thiên nỉ máng mà. Nỉ mình thiên máng mà. Mai mình rất bận. Mình thiên wo hen máng. Wo mình thiên hen máng. Hãy chú ý từ chỉ thời gian mình thiên có thể đặt trước hoặc sau chủ ngữ. Mai mình không bận. Mình thiên wo bù máng. Wo mình thiên bù máng. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ gặp. Chiền. Chiền. Gặp ở đâu? Nguyên văn là ở đâu gặp. Zài nào chiền. Zài nào chiền. Gặp ở ngân hàng. Nguyên văn là ở ngân hàng gặp. Zài yín háng chiền. Zài yín háng chiền. Gặp ở bưu điện. Zài yếu chú chiền. Zài yếu chú chiền. Mai gặp. Mình thiên chiền. Mình thiên chiền. Mình đi đây. Wo zǒu lǎo. Wo zǒu lǎo. Mai gặp lại. Mình thiên chiền. Mình thiên chiền. Bài học này đến đây là hết. Hãy liên hệ với Hội quán Tam Thế qua Face hoặc qua số điện thoại 0977 309 925 để đăng ký học hoặc để mua trọn bộ các giáo trình của Hội quán nhé.